Trung Quốc ngày nay rất rộng lớn, cả về quy mô dân số và diện tích lãnh thổ. Hàng ngày tôi đi làm và nghe thấy nhan nhản những câu như một tỉnh của Trung Quốc còn to hơn cả nước Việt Nam. Nhưng mà tại sao Trung Quốc lại rộng lớn đến vậy? Và nếu các quốc gia châu Âu còn không thể thống nhất thành một đất nước, thì những yếu tố tự nhiên nào đã giúp Trung Quốc làm được như vậy? Làm thế nào mà những vị vua Trung Quốc cổ đại có thể cai trị được cả một vùng lãnh thổ rộng lớn với cư dân đông đúc? Đó là những trăn trở của tác giả Lê Minh Hoàng trong bài viết Vì sao Trung Quốc rộng lớn, được đăng tải trên website của Spider Room. Lưu ý, trong quá trình kiểm duyệt nội dung, chúng mình đã quyết định lược bỏ một vài thông tin thiếu căn cứ để tránh gây hiểu nhầm. Và giờ thì không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta vào việc thôi. Phần 1. Trung Nguyên thật rộng lớn. Khi xem các bộ phim lịch sử Trung Quốc như Tam Quốc hay Chiến Quốc, nhiều bạn sẽ nghe thấy các cụm từ như tranh bá Trung Nguyên hay Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên. Có bao giờ các bạn tự hỏi Trung Nguyên là ở đâu? Tại sao nó lại quan trọng như vậy với các thế lực muốn thống trị Trung Hoa? Trung Nguyên là khu vực đồng bằng Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà, với trung tâm là khoảng tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay, và nó là nơi phát nguyên của nền văn minh Trung Hoa cổ đại. Nơi này được người Hoa Hạ coi là trung tâm của thiên hạ. Vậy tại sao nó lại quan trọng như vậy? Trong tiến trình lịch sử của loài người, chúng ta đã trải qua các cuộc cách mạng về nhận thức, cuộc cách mạng nông nghiệp, cuộc cách mạng công nghiệp và cuộc cách mạng về công nghệ thông tin. Cuộc cách mạng nông nghiệp đã hình thành nên các đế chế và các nền văn minh cổ đại trong lịch sử loài người. Tất cả các nền văn minh cổ xưa đều phát sinh từ vùng đất nông nghiệp như nền văn minh Ai Cập ở hạ lưu sông Nin, nền văn minh Lưỡng Hà, nền văn minh Hoa Hạ, nền văn minh lúa nước ở phía nam sông Dương Tử. Từ khi nông nghiệp phát triển, con người chuyển từ lối sống săn bắt hái lượm sang lối sống định canh định cư. Con người không còn sống nay đây mai đó mà bắt đầu tập trung định canh định cư ở một khu vực nhất định phù hợp với việc canh tác nông nghiệp. Đồng thời sự định cư cũng giúp con người có thể tích trữ của cải thặng dư, dẫn đến hình thành giai cấp người giàu và người nghèo. Điều đó dẫn đến một vấn đề mà trước đó con người chưa từng gặp phải, khi cuộc sống săn bắt hái lượm một bầy người chỉ bao gồm 1, 2, có khi vài ba gia đình sinh sống săn bắt cùng nhau. Số lượng nhiều nhất chỉ khoảng 20 đến 30 người. Thì tất cả mọi người đều biết nhau, mọi mâu thuẫn đều có thể dễ dàng được thỏa hiệp. Nhưng khi chuyển sang cuộc sống định cư, số lượng người tăng lên trong một quần thể có thể là vài trăm người trở lên, sẽ có những người không quen biết nhau, mối quan hệ sẽ phức tạp hơn, dẫn đến những mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn, khó thỏa hiệp với nhau hơn. Do đó, quần thể này có thể bắt đầu đi đến tình trạng hỗn loạn, tranh cướp tài sản, tranh chấp hôn phối, đánh chiếm các khu vực đất đai phù hợp với việc canh tác nông nghiệp. Điều đó dẫn đến hệ quả là việc tạo ra một bộ máy cai trị, duy trì kỷ luật của quần thể người sống trong khu vực đó. Nó ban đầu là các tù trưởng, tộc trưởng quản lý các bộ lạc. Khi bộ lạc này trở lên lớn mạnh hơn, giàu có hơn, dân số phát triển hơn, sẽ xảy ra tình trạng đất đai canh tác nông nghiệp, của cải, lương thực không đủ nuôi sống các cư dân của bộ lạc đó. Họ bắt buộc phải tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lấn các bộ lạc khác. Dần dần, một bộ lạc sẽ thống nhất nhiều bộ lạc khác và hình thành tiểu quốc với người đứng đầu là quốc vương. Cũng như vậy, nhiều tiểu quốc xâm lấn, đánh chiếm lẫn nhau và thống nhất các tiểu quốc lân bang thành một thể thống nhất là đế quốc, đứng đầu là hoàng đế. Trong lịch sử Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên làm được việc này. Và Spider Room sẽ có video riêng về Tần Thủy Hoàng trong thời gian tới, nên các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Từ đó, ta có thể tóm gọn lại sự hình thành của nhà nước là như thế này. Khu vực nào phát triển nền nông nghiệp, nơi đó là mảnh đất tốt để hình thành nhà nước. Đồng bằng càng rộng lớn, có nhiều các loại cây nông nghiệp thích hợp thì sẽ là nơi sinh sống của nhiều cư dân nông nghiệp. Các cư dân nông nghiệp từ đó sẽ hình thành nên các bộ máy cai trị. Trải qua các quá trình thống nhất, các bộ máy cai trị nhỏ sẽ hình thành nhà nước với quy mô lớn trong khu vực đó. Ta có thể thấy được rằng vùng đồng bằng và hạ lưu sông Hoàng Hà lớn hơn rất nhiều so với đồng bằng sông Hồng, cũng như các đồng bằng phía nam sông Dương Tử. Vùng Trung Nguyên rộng lớn và màu mỡ nhất thế giới giúp nuôi dưỡng được một lượng dân cư đông đảo và cung cấp lương thực cho các cuộc viễn chinh của các đế chế Trung Hoa. Thời Tam Quốc, Tào Tháo chiếm được vùng đất này nên nước Ngụy đã trở thành nước mạnh nhất trong ba nước Ngụy, Thục và Ngô. Nhưng vùng đồng bằng bằng phẳng rộng lớn nên có một điểm yếu chết người, đó là khả năng phòng thủ quân sự kém. Nó dễ dàng bị thống nhất. Bất kỳ thế lực nào trở nên mạnh mẽ sẽ dễ dàng tấn công các thế lực lân bang. Ví dụ như nước Tần thời Chiến Quốc, khi trở nên mạnh mẽ hơn 6 nước còn lại, họ đã dễ dàng thực hiện công việc thống nhất Trung Hoa. Hoặc khi Ngô Tam Quế quyết định đầu hàng người Mãn và mở cửa sơn hải quan cho Đã Nhĩ Cổn, người Mãn với lực lượng kỵ binh hùng mạnh cũng đã dễ dàng đánh bại quân đội nhà Minh, lập ra triều đại Mãn Thanh ở Trung Quốc. Người Trung Hoa cũng đã nghĩ ra cách tạo ra các tòa thành trì để ngăn chặn các cuộc tấn công. Nhưng thanh cao hào sâu cũng không thể bằng được núi cao hiểm trở. Trung Nguyên là sức mạnh của văn minh Trung Hoa, đồng thời nó cũng rất khó để bị chia tách. Mà kể cả trong lịch sử, có những thời kỳ đã bị chia tách thì cũng nhanh chóng thống nhất lại dưới cai trị của một chính quyền duy nhất. Sau khi thống nhất được Trung Nguyên,
các triều đại Trung Hoa bắt đầu tiến đánh các khu vực phía nam sông Dương Tử, vùng đất mà trước đó thuộc quyền kiểm soát của các dân tộc không phải là người Hoa Hạ, trong đó có các dân tộc Bách Việt. Các lãnh thổ của người Việt chính thức bị sáp nhập vào đế quốc nhà Hán từ năm 111 trước Công nguyên, bắt đầu giai đoạn lịch sử 1000 năm Bắc thuộc đến năm 938. Mặc dù về mặt hành chính, chính trị trong suốt 1000 năm đó, lãnh thổ của Trung Hoa đã kéo dài tận về miền Bắc Việt Nam ngày nay, nhưng do địa hình phức tạp, khí hậu khác biệt và tinh thần bất khuất của dân tộc người Việt nên các đế chế Trung Hoa vẫn rất khó để có thể kiểm soát được vùng đất phía Nam này. Vẫn có một sự khác biệt rất lớn về sinh học, ngôn ngữ học và văn hóa giữa miền Nam và miền Bắc Trung Quốc. Sự khác biệt đó dẫn đến các cuộc nổi dậy của người Việt để giành lại độc lập, với thành công năm 938 nhờ chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền. Yếu tố địa hình cũng khiến người Trung Hoa chưa bao giờ vượt qua được dãy núi Himalaya để tiến vào khu vực của người Ấn Độ cũng như các nước Tây Á. Ngoài ra, khu vực Tây Tạng trước kia cũng không thuộc quyền kiểm soát của người Trung Hoa. Tại đó đã từng tồn tại quốc gia độc lập là nhà nước Thổ Phồn. Nước này đã có lúc đạt đến sức mạnh quân sự không kém gì Trung Hoa. Phải đến thế kỷ 20, lực lượng Hồng quân của Mao Trạch Đông sau một cuộc hành quân được miêu tả là vô cùng gian khổ, thì Tây Tạng mới chính thức bị sáp nhập vào lãnh thổ của Trung Quốc. Tiệu trùng lại, Trung Hoa may mắn có một đồng bằng rộng lớn hơn rất nhiều đồng bằng sông Hồng, nơi được coi là cái nôi của nền văn minh Đại Việt. Vì thế, vùng đồng bằng đó có thể tập trung được lực lượng dân cư lớn hơn và tích trữ được lương thực lớn hơn phục vụ cho các cuộc viễn chinh. Dựa vào nguồn nhân lực vật lực đó mà Trung Hoa có thể dễ dàng tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, còn các cụ ta thì không. Phần 2. Ngựa, xe tăng thời Trung Cổ. Chắc hẳn các bạn có người sẽ nghĩ mấy con ngựa thì có gì mà nguy hiểm. Đúng như thế, vào thời nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ quân sự, mấy con ngựa không có tác dụng gì lắm trên các chiến trường. Nó chỉ xuất hiện trong mấy trường đua ngựa, nhà hàng, các khu vực chăn thả gia súc hay trong các bộ phim của Trung Quốc. Nhưng bối cảnh thời gian tôi đang nói đến ở đây là thời xưa. Các bạn xem phim Tam Quốc chỉ cần nghe câu "Nhân trung lữ bố, mã trung xích thố" là đã thấy tầm của con ngựa nó như thế nào rồi. Người thì không thể chạy nhanh bằng ngựa, nhìn mấy anh lính chạy bộ trong phim thì thật tội nghiệp so với mấy ông tướng ngồi trên lưng ngựa. Những chiến binh trên lưng ngựa có ưu thế hơn hẳn so với những người đứng dưới khi đánh giáp lá cà. Ngày xưa, nhờ có ưu thế của ngựa và sắt thép, Francisco Pizarro González cùng 168 người đồng hành của ông đã chiến thắng trong trận Cajamarca, tàn sát hơn 20.000 người da đỏ, bắt sống được vua Atahualpa của đế chế Inca. Các triều đại hùng mạnh nhất của Trung Hoa là nhà Hán, nhà Đường và nhà Thanh cũng là nhờ sở hữu được các vùng đất thích hợp chăn thả ngựa, từ đó có một nguồn cung cấp ngựa lớn cho quân đội. Còn triều đại nhà Tống, một triều đại rất phát triển về kinh tế và kỹ thuật thủ công nghiệp, thì lại thường xuyên chịu cảnh bị lấn át bởi các quốc gia phương Bắc với lực lượng quân sự mạnh hơn hẳn như Liêu hoặc Kim, đặc biệt là nước Kim với lực lượng kỵ binh thiết phù đồ hùng mạnh của họ. Xem mấy bộ phim như Bao Thanh Thiên, Tinh Trung Nhạc Phi hay là Dương Gia Tướng, vân vân, đủ thấy ông đại Tống này khổ sở với ông Khiết Đan như thế nào. Đến cả cụ Lý Thường Kiệt nước mình cũng không dám dẫn quân đánh Ung Châu, Châu Khâm của Trung Quốc luôn. Đỉnh điểm của nỗi nhục Trung Hoa là bị kỵ binh của Đại Kim tiến tận vào kinh đô Biên Kinh bắt sống hai vua Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông cùng hoàng tộc, gây ra sự kiện Tĩnh Khang chi loạn. Hậu quả của sự kiện này chắc chắn cũng chả kém mấy vụ thảm sát của quân đội Nhật gây ra trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn nào xem phim Kim Dung sẽ biết hai nhân vật Quách Tĩnh và Dương Khang. Hai nhân vật này được đặt tên theo sự kiện Tĩnh Khang, còn ông Tống Huy Tông chính là ông vua đã cưng chiều đồng chí Cao Cầu làm khổ anh em Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử. Thêm một minh chứng nữa cho sức mạnh của ngựa trong chiến tranh thời xưa, đó là đế chế Mông Cổ. Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đấy. Nói đến đây, các bạn đã thấy vào thời Trung Cổ kỵ binh trên lưng ngựa có sức mạnh khủng khiếp như thế nào rồi. Phải đến chiến tranh thế giới thứ nhất, ngựa mới mất dần vai trò của mình trong các cuộc chiến. Đặc biệt, ngựa ở vùng thảo nguyên của Trung Hoa dẻo dai, giỏi chịu đựng và có sức chiến đấu hơn hẳn ngựa phương Nam vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Có ngựa, các đế chế Trung Hoa dễ dàng thực hiện các cuộc hành quân đường xa. Đặc biệt là các khu vực có địa hình rộng lớn và bằng phẳng như thảo nguyên Mông Cổ hay vùng đồng bằng Trung Nguyên. Các đội quân nào có lực lượng kỵ binh hùng mạnh dễ dàng làm chủ được Trung Nguyên như nhà Tần, thiết kỵ Mông Cổ. Tuy vậy, ở các vùng có địa hình phức tạp như sông ngòi, đồi núi, ngựa không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Quân đội Mông Cổ gặp rất nhiều khó khăn khi tấn công xuống phía Nam, và đặc biệt là đã 3 lần thất bại ở Đại Việt dưới sự lãnh đạo của vương triều nhà Trần. Khi tiến quân vào Đại Việt, ngựa không những đánh mất ưu thế mà còn gặp điều kiện khí hậu khác hoàn toàn so với khí hậu miền Bắc Trung Hoa hay vùng thảo nguyên Mông Cổ. Các binh sĩ người Hán khi tiến vào Đại Việt cũng gặp cảnh tương tự như vậy. Tôi đã từng tiếp xúc với một số người quê ở Liêu Ninh, Trung Quốc và tôi thấy rằng khí hậu mùa hè ở miền Bắc Việt Nam thật sự là một cực hình đối với họ. Ngoại trừ yếu tố về địa hình và khí hậu, có thêm một yếu tố nữa khiến Trung Hoa có thể thống nhất nhưng quân đội lại rất khó tiến xuống được các vùng đất ở Đông Nam Á lục địa, đó là lương thực. Chỉ có vùng Trung Nguyên là nơi có thể cung cấp một lượng lương thực đủ lớn cho các cuộc chiến, nhưng khoảng cách từ Trung Nguyên đến nước ta khá xa.
quá trình vận chuyển lương thực khí giới cũng tốn kém. Khi quân đội Mông Cổ tiến vào Đại Việt, vua Tô nhà Trần đã nhận định được vấn đề này và thực hiện chiến thuật vườn không nhà trống, cũng như tập kết đánh úp thuyền lương của địch. Quân đội Mông Cổ ở xa tới mức không có lương thực để ăn, cũng như gặp điều kiện khí hậu khác biệt nên sức mạnh đã giảm đi 80 phần. Những yếu tố về địa lý và điều kiện tự nhiên trên đã giải thích được tại sao Trung Hoa có thể thống nhất nhưng rất khó bành trướng tiếp tục xuống phía Nam, tức nước Việt Nam ngày nay. Tôi xin nhắc lại là trong bài viết này, tôi chỉ nêu ra các yếu tố khách quan về điều kiện tự nhiên, chứ tôi không phủ nhận tinh thần độc lập cũng như trí tuệ của ông cha ta. Bây giờ ta thử suy nghĩ ngược lại, liệu cha ông ta có thể tiến hành các cuộc xâm lược ngược lên phía Bắc không? Thực tế chỉ ra rằng dựa vào những yếu tố trên thôi cũng là rất khó. Khu vực đồng bằng sông Hồng không thể tích trữ được một số lượng quân đội đủ lớn, lương thực tích góp được từ vùng này cũng không đủ cho các chiến dịch kéo dài và phải vượt qua các địa hình phức tạp. Giả sử trường hợp quân đội Đại Việt tiến lên phía Bắc mà gặp phải kỵ binh phương Bắc trong địa hình bằng phẳng rộng lớn thì cũng gặp phải bất lợi. Chính vì vậy, dân tộc Việt cũng chưa bao giờ chủ động tiến đánh Trung Quốc. Cụ Lý Thường Kiệt có đánh cũng chỉ là đánh tiêu diệt sinh lực địch trước rồi nhanh chóng rút quân về nước. Các bạn nào có hiểu biết về lịch sử Trung Quốc cũng biết rằng ngoại trừ Chu Nguyên Chương thì các cuộc chiến trong lãnh thổ Trung Quốc phần thắng đều thuộc về các thế lực phương Bắc. Một phần cũng là do những nguyên nhân kể trên. Phần 3. Sự thống nhất của người Hán. Ngày nay, Trung Quốc tuyên bố rằng trên lãnh thổ của mình tồn tại 56 dân tộc khác nhau. Nhưng trước kia, liệu số lượng các dân tộc trong lãnh thổ Trung Quốc có phải như vậy? Riêng người Hán ngày nay cũng có rất nhiều nhánh khác nhau. Liệu họ có cùng một nguồn gốc rồi di tản ra các vùng địa lý khác nhau hình thành các nhánh khác nhau hay không? Hay là do quá trình thống nhất các quốc gia và sau đó tiến hành đồng hóa các dân tộc khác khiến họ tự nhận mình là người Hán? Trước kia, ngoài các triều đại chính thống Trung Hoa như Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh trên lãnh thổ Trung Hoa còn tồn tại các quốc gia của các dân tộc khác như Hung Nô, Khiết Đan, Đại Kim, Thổ Phồn. Nhưng đến ngày nay người dân của các dân tộc đó đâu? Đặc biệt là người Khiết Đan, một quốc gia hùng mạnh, ngày nay đã mất tích gần như không còn một dấu vết nào. Sự thật thì cả hai quá trình người Hán di tản ra các vùng khác nhau và người Hán đi xâm lược rồi đồng hóa các dân tộc khác đều đã diễn ra. Nhưng quá trình người Hán đồng hóa các dân tộc, bản đồ các phương ngữ của Trung Quốc cho ta hiểu rõ hơn điều này. Để xác định nguồn gốc của một dân tộc, người ta thường có hai phương pháp. Một là yếu tố về gen di truyền sinh học. Hai là yếu tố về ngôn ngữ. Từ bản đồ phương ngữ này cho ta thấy các vùng khác nhau này có thể đã thuộc sự cai trị của một số dân tộc khác không phải người Hán. Sau các cuộc tấn công bành trướng của người Hán xuống phía Nam, các lãnh thổ này dần bị sáp nhập vào Trung Quốc. Người dân của các vùng này bị đồng hóa với người Hán và tự nhận mình là người Hán. Những bạn bè của tôi khi học tập và làm việc tại Trung Quốc đều nói với tôi mỗi vùng, mỗi tỉnh của Trung Quốc đều có một ngôn ngữ riêng và các ngôn ngữ đó có sự khác biệt không thể hiểu lẫn nhau. Điều đó càng minh chứng cho nhận định trên. Sự đồng hóa đã bắt đầu khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Ông đã tiến hành một kế hoạch mà đến ngày nay người ta vẫn còn rất lên án, đó là đốt sách chôn nho, tiêu hủy nền văn hóa của các nước bại trận. Các quốc gia khác thời Chiến Quốc cũng có nền văn hóa khác biệt. Kế hoạch của Tần Thủy Hoàng là tiêu diệt nền văn hóa của các nước đó, khiến cho người dân của các nước đó quên đi văn hóa, lịch sử của dân tộc mình và dần dần tự nhận mình đều là thần dân của ông. Sau triều đại của nhà Tần, các triều đại tiếp theo cũng tiến hành các kế hoạch đồng hóa tương tự đối với các dân tộc khác. Vào đầu thế kỷ 15, khi quân Minh tiến vào nước ta, họ đã tiến hành một kế hoạch đồng hóa vô cùng khủng khiếp. Nó đã được ghi lại trong Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Minh Thành Tổ cũng tiến hành đốt bỏ các thư tịch, văn thư của người Việt, bắt những người Việt tài giỏi về Trung Quốc. Cũng may là dân tộc ta vẫn còn giữ nguyên được tinh thần độc lập. Những người anh hùng như Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã đứng lên giành độc lập cho đất nước, nếu không thì ta cũng mất nước rồi. Nhìn bức ảnh này, dễ thấy rằng khu vực Đông Nam Trung Quốc mặc dù đã được sáp nhập vào Trung Quốc cách đây hàng nghìn năm, nhưng do điều kiện địa hình và khí hậu nên các chính quyền Trung Quốc vẫn rất khó quản lý và tiến hành kế hoạch đồng hóa. Đến tận ngày nay, ở đó vẫn còn tồn tại các phương ngữ khác biệt. Thêm một minh chứng nữa cho thấy sự khác biệt giữa các tộc người mà ngày nay đều tự nhận là người Hán. Ta thấy người lính trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có thân hình cao lớn, mắt xếch một mí. Còn người trong bức ảnh còn lại là tượng một người đàn ông miền Nam Trung Quốc ngày nay với ngoại hình thấp nhỏ, mắt hai mí và xăm mình giống người Việt cổ. Các cụ nhà ta trước kia có tục ăn trầu, nhuộm răng đen và xăm mình. Vậy nguyên do tại sao các chính quyền Trung ương Trung Hoa phải thực hiện những chiến lược đồng hóa trên? Khi quản lý một lãnh thổ rộng lớn với số lượng người dân lớn như vậy sẽ nảy sinh những vấn đề rất phức tạp về sắc tộc. Ngày nay, chúng ta vẫn nghe thấy những cuộc chiến tranh do mâu thuẫn về sắc tộc và tôn giáo. Ví dụ như trường hợp người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, xung đột giữa người Do Thái và người Ả Rập, xung đột giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Hồi giáo dòng Shia. Thì trong lãnh thổ Trung Quốc cũng vậy, nó đã và đang xảy ra các cuộc xung đột như thế.
như ở các khu vực Tây Tạng và khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ ở Tấn Cương. Vậy thì làm sao để những nhà cầm quyền Trung Hoa tránh được việc một nhóm người không cùng sắc tộc cảm thấy mình là giai cấp bị trị, cảm thấy mình bị áp bức và quyết định đứng lên đòi ly khai và giành độc lập? Câu trả lời các bạn vừa nghe rồi đấy. Đồng hóa các dân tộc khác thật sự là một kế hoạch rất thông minh. Ngày nay, phần lớn người dân Trung Quốc đều tự nhận mình là người Hán, hậu duệ của các dân tộc khác đã không còn biết đến nguồn gốc của mình. Và rồi khi tất cả những người dân đều chung một nền văn hóa, chung một lịch sử, chung những niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng, tuân theo tư tưởng nho giáo về trung nhân ái quốc và những quy tắc làm người quân tử của Khổng Tử, thì những mâu thuẫn về sắc tộc sẽ không còn xảy ra nữa. Những nhà nước trung ương Trung Quốc sẽ không còn phải lo lắng về các cuộc nội chiến do sắc tộc mà có thể tiếp tục mở rộng lãnh thổ, tiếp tục kế hoạch đồng hóa của mình. Ở đây, Spider Room xin phép được đính chính một thông tin sau. Theo nghiên cứu của chúng mình, thì thực chất Trung Quốc chưa bao giờ thống nhất về tư tưởng hay tôn giáo. Trên lý thuyết, từ nhà Hán trở đi đều coi nho giáo độc tôn, nhưng thực tế các triều đại đều cai trị bằng pháp gia. Nho giáo chỉ là tư tưởng đính kèm để trị quốc thêm hiệu quả. Ngoài ra, Phật giáo và đạo giáo tại Trung Quốc cũng rất phát triển, tuy tầm ảnh hưởng không bằng nho giáo. Nhưng dĩ nhiên, như thế vẫn không thể nói là Trung Quốc chung niềm tôn giáo và tín ngưỡng. Nho giáo của các triều đại Trung Quốc cũng không hoàn toàn là nguyên bản của Khổng Tử, mà nghiêng về nho của Mạnh Tử, về sau có thêm Tống Nho thời Tống. Nội chiến Trung Quốc xảy ra trước giờ đại khái do tham vọng và xung đột lợi ích, chứ không hẳn là do sắc tộc. Rút gọn lại, trên lãnh thổ Trung Quốc ngày nay đã từng là nơi phát sinh của không chỉ một mà của nhiều nền văn minh. Qua các cuộc xâm chiếm lãnh thổ, nó thống nhất và dần dần mở rộng cho đến ngày nay. Người Hán trong thời kỳ khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước Công Nguyên là những dân tộc vùng Trung Nguyên đã lập nên những triều đại nhà Tần hay nhà Hán. Còn người nhà Hán ngày nay là tập hợp của nhiều dân tộc khác nhau đã bị đồng hóa trong quá trình xâm lấn lãnh thổ của các triều đại Trung Hoa. Lời kết. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin, những yếu tố đã là lợi thế cho các cuộc xâm lược bành trướng của Trung Hoa đã không còn nữa. Yếu tố quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại chính là yếu tố con người. Nhìn qua Israel nhỏ bé nằm giữa thế giới Ả Rập bao la mà vẫn có thể phát triển được hùng mạnh, ta mới thấy sức mạnh trí tuệ của con người mới lớn lao chừng nào. Nếu dân tộc Việt Nam đoàn kết đồng lòng, chăm học chăm làm, quyết tâm vươn lên, thì chả có lo gì về tương lai đất nước cả, bởi nước ta có lợi thế về địa lý và tài nguyên hơn hẳn Israel. Và vừa rồi là bài viết của bạn Lê Minh Hoàng. Những luận điểm, dẫn chứng như vậy liệu đã đủ thuyết phục các bạn chưa? Có cần bổ sung hay sửa đổi thêm gì cho bài viết này không? Hãy cùng Spider Room mở ra một cuộc hội thoại văn minh, lịch sự, hướng đến mục tiêu chia sẻ kiến thức trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.